Sáng ngày 18 tháng 9 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Khánh Châu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Giám đốc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng. Lễ tang đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Ban lễ tang gồm 22 đồng chí do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng ban. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn Tổng cục Chính trị do Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban lễ tang làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Trương Khánh Châu. Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực, Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi vòng hoa đến viếng. Hàng trăm đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức cá nhân trong và ngoài quân đội đã đến viếng Trung tướng Trương Khánh Châu. Đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu sinh ngày 15 tháng 1 năm 1934 tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Khi mới 15 tuổi, đồng chí đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng với hơn 60 năm tuổi đảng, đồng chí đã trực tiếp tham gia chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc đời và những công hiến của Trung tướng Trương Khánh Châu luôn gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học, những gian khổ hy sinh trên khắp mặt trận miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Trưởng thành từ người chiến sĩ, đến khi là một vị tướng, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu cũng luôn nêu cao và giữ trọn phẩm chất cao quý của người cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Với những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, quân đội, đồng chí được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1973, phong quân hàm thiếu tướng năm 1988, trung tướng năm 1992. Đồng chí Trung tướng Trương Khánh Châu mất đi là một tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Vĩnh biệt đồng chí, chúng ta nguyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, của quân đội mà đồng chí đã cống hiến trọn đời. Đúng 12 giờ 30 phút, đội tiêu binh thực hiện các nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu Trung tướng Trương Khánh Châu lên xe quan, rời Nhà tang lễ Quốc gia và tổ chức an táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.